với vòng trái tim, rất là phù hợp cho những cặp đôi đây hẹn hò. Và hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ dẫn bà nội và vợ mình với em bé xuống Fukuoka chơi. Thì mình đang ở Kitakyushu mà xuống Fukuoka thì mất tầm 70 cây, đi ô tô mất tầm hơn gần 2 tiếng gì đấy. Nói chung là bây giờ mình xuống đấy, chỗ nào đẹp thì mình đi, mình sẽ quay lại video cho mọi người cùng xem nhá. Hiện tại chúng mình đã tới chân tháp Fukuoka mọi người nha. Đây, thì mình sẽ lên đỉnh tháp này và quay cho mọi người cùng xem. Hôm nay trời cũng rất là đẹp trời luôn, không nắng. Đi cùng mình là cô và hai em nữa, hai em thì đang đi sau. Đây này, hôm nay bà nội này, Min này. Đấy, hôm nay cho bà nội leo tháp cao nhất thành phố nha, cùng Min và hai cô cháu trước đây nữa. Đây mọi người nha, mình đã tới chân tháp rồi. Quá là cao. Giờ mình sẽ đến chân tháp và đợi hai em kia rồi đến thì chúng mình sẽ di chuyển lên tháp. Xung quanh đây là bãi để xe này. Cùng mình di chuyển lên nha. Chưa đợi ở ngoài mà. Đâu, vừa mình đến bãi đỗ xe thì mới đang gần tới mà. Đây mọi người ơi, vứt cứ quả tao à. Cao lãng mạn luôn. Đây chụp ảnh đây nha. Mình cũng tươi. Bây giờ chúng mình đang ở trong tháp rồi, đang ở dưới tầng 1. Đợi hai em đến thì chúng mình sẽ di chuyển lên tháp nha. Đây, cô Lan đây, cún nhà mình đây. Cún ơi, đây ở như đây nè, cười đi nè. Cười trời xinh nhờ. Em xinh nhé. Cười đấy. Em xinh. Bạn là xinh đấy. Đây rồi, cuối cùng thì hai thanh niên cũng đã tới. Bây giờ chúng mình sẽ di chuyển lên tháp nha mọi người nha. Đây nào, đi lên tháp. Đây chúng mình sẽ ra mua vé để xây. Chỗ này là chỗ mua vé để mà lên lên tháp 100 yên. Đi cùng bé Holland luôn, bé đó. Có gì mà nói không em? Xa không? Không ấy nhá. Video là đầu tiên chúng tôi lên tháp rất là hơi hợp một chút. Ok, chúng mình sẽ lên nhé. Ok. TV. Để cho mình vừa mua vé xong. Đi. Đấy.
người nhá, chào mọi người. Hello chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Hello chào mọi người. Chào mọi người. Chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Đi, giờ mà mình sẽ lên thông máy. Ở đây người ta xé một nửa vé. Lần đầu tiên lên tháp chơi nhỉ? Lần đầu tiên đấy. Sao mặt Ở trong này thì có cả người người ta hướng dẫn luôn. Cao nhỉ? Cao kinh khủng luôn. Đây. Đây. Mát nhỉ? 110 mét. Đâu rồi? Và bố chụp con cái kiểu nhỉ? Đây, bố chụp con gà chú kiểu nhỉ? Hơi hơi bị ngược sáng các bạn, ngược. Bị ngược sáng. Bị ngược sáng. Ừ. Sao bên này sao nào? Ngược sáng. Bị ngược sáng. Wow. Chống mặt luôn. Cái toàn dưới này là rất là nhiều nhà. Nhà kiểu là mình thế. Đó. Rất nhiều nhà. Đây bên này nghe là như toàn thành phố. Sao không thấy thấy choáng à? Cô thấy đây. Hello. Hello mọi người. Hôm nay con lần đầu tiên con lên đây rồi. Thích nhỉ. Hôm nay lần đầu tiên con lên đây rồi. Thích nhỉ. Chào mọi người này, chào mọi người nhỉ. Hello. Nhờ. Hello. Thì đến đây thì mọi người thấy chóng mặt. Nhìn cao thật sự luôn. Nói chuyện ra này xem. Trên này nhìn thấy cả thành phố luôn. Đây. Bây giờ mình sẽ lên tổng trái tim. Thế bảo là có tổng trái tim đúng không? Đâu ngày nha. Được. Ok, bây giờ mình sẽ đưa người đến tham quan cái tháp Fukuoka người nha. Bên này thì mình được nhìn được toàn bộ khung cảnh của biển. Đây mọi người thấy không? Mọi người thấy nửa biển và nhìn thấy mấy cái đảo rất là xa xa kia. Đấy. Ở dưới đây là những cái cột sừng sóng và trước mặt kia mọi người là một căn nhà để người ta chụp ảnh cưới. Người Nhật mà hay người ta chụp ảnh cưới, người ta hay đến đấy người ta chụp ảnh rất chi là đẹp. Thì mình sẽ xuống đấy chụp thử quay trực tiếp mọi người xem. Thì vừa nãy ở trên tầng 3 ấy, thì ở trên tầng đỉnh là tầng 3, còn dưới này là tầng 1 mọi người ạ. Dưới tầng 1 này ấy, thì có một cái vòng trái tim rất là phù hợp cho những cặp đôi đây hẹn hò. Và bên này ấy, là những cái khóa tình yêu đấy. Mình viết tên trên này, xong mình khóa ở đây là vĩnh cửu luôn.
là yêu nhau mãi mãi đấy. Bạn nào ở Phút Câu Cá nhá, hẹn hò thì lên trên này. Đây quy tụ đây. Đấy. Rất là nhiều khóa đấy. Mình không khóa luôn, nhạc minh nhạc không khóa. Đẹp, rất là nhiều khóa. Đẹp thật. Đây mẹ thích à? Đấy, mẹ ghi tên bố vào. Và đội đang rất là không khóa. Ok, sắp chụp ảnh nha. Ok luôn. Bình ạ. Bình ảnh đen đen này. Bình mượn ảnh ra để máy thì mình sẽ xuống cái chỗ kia mình chụp ảnh cho mọi người xem nha. Quay trực tiếp cho mọi người xem. Bên này là đường cao tốc. Mất đây mẹ. Ai muốn ngắm này thì bỏ 100 yên vào nhá. Bỏ 100 yên vào thì được rồi. Đừng ngắm cái... Sao em thấy cảm nhận như thế nào? Rất đẹp nhỉ. Ở đây mấy năm em lên nhỉ? Chưa lên được rồi. Đẹp. Ok, đấy, chờ. Ừ, chơi chụp sáng này. Đẹp nhỉ. Thế cả cái thành phố luôn. Ok mọi người ơi, thì mình cũng vừa ấy, mình cũng vừa dự định xuống cái chỗ mà chụp ảnh cưới ấy, thì quay cho mọi người xem xuống biển ấy, nhưng mà mình vừa mới xuống tháp thôi mà mưa quá trời là mưa. Mình vừa mới về đến nhà đây mọi người ạ. Khi mà mình đi từ đấy về nhà phải mất hơn 3 tiếng. Trời ơi, mưa to dã man. Đây, thì quay mọi người xem nhá. Đây mà thấy không? Ngoài trời đang mưa to dã man luôn. Mình vừa mới đi về thôi mà đi chỉ 10 km trên một giờ, không dám đi nhanh vì là mưa quá là to. Đây, mưa to. Ok, thế clip mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình và rất là mong mọi người ủng hộ mình nhá, để mình có động lực ra nhiều video mới cho mọi người cùng xem. Ok, chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nhá. Bye bye.